truyền thanh câu chuyện truyền thanh quý vị và các bạn thân mến điện thoại di động gần như là vật dụng không thể thiếu đối với mỗi người Chúng ta sử dụng nó hàng ngày cho công việc học tập cũng như giải trí. Học sinh cấp 2 và cấp 3 bây giờ cũng được cha mẹ trang bị điện thoại khá phổ biến. Đầu tháng 11 vừa qua, theo thông tư 32 trên 2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, học sinh cấp 2 và cấp 3 cũng được sử dụng điện thoại di động trong lớp. Tuy nhiên, nhiều em lại đang lạm dụng điện thoại di động hoặc sử dụng sai mục đích khiến bố mẹ thầy cô nhiều điều trăn trở. Đề cập đến vấn đề này, Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi câu chuyện truyền thanh Chiều Con của tác giả Phước Duyên qua phần tham gia thể hiện của các diễn viên Hồ Trải, Giai Thông, Duy Hằng, Giai Dung, vợ của Thông, Tường Duy, Giai Thái, con của vợ chồng Thông, Minh Hiển, Giai Thầy Giáo Quy, Kim Cương, Đọc Lời Dẫn, Biên Tập và dàn Dựng Chương Trình, Quỳnh Thanh Tuấn. Thông đang ngồi xem tivi ở nhà, thì vợ đi đón con trai, năm nay học lớp 10 về đến, Vừa vào nhà, Thái đã quăng cái cặp lên ghế, mặt bí xị. Con trai của bà, sao vậy? Có chuyện gì mà mặt mày bí xị? Bộ bị cô giáo mắng hả? Quý tử của anh đòi mua điện thoại mới mà em không cho nên mặt mày như vậy đó. Bà, ba, ba mua điện thoại mới cho con đi ba. Chẳng phải con đã có điện thoại rồi hay sao? Bây giờ người ta ra tới iPhone 12 mà con vẫn còn xài cái điện thoại cùi bắp á. Điện thoại cỡ như vậy mà con nói là cùi bắp hả? đừng có đua đòi quá đó. Ai đợi có bố mẹ làm ngân hàng mà lại để con mình thua kém bạn bè trong lớp được chứ. Có iPhone xài á là con tốt hơn nhiều người rồi đó. Con không có chịu đâu. Bữa nay đi học á, bạn con đổi điện thoại mới hết rồi. Thái, mẹ con nói đúng đó. Con còn đi học, cần điện thoại xịn làm gì? Dạ, để cho mấy đứa bạn trong lớp không coi thường con, không coi thường nhà mình. Giả lại con cần điện thoại xịn để học tập tốt con đừng có biện minh có điện thoại suốt ngày con ngồi con dọc dọc rồi lướt lướt chứ có học hành gì đâu mà nói điện thoại giúp học tốt thiệt mà trên điện thoại á con có thể học được nhiều thứ ngoài sách vở lắm ví dụ như á coi các thí nghiệm quá lý trên đó rồi giải bài tập rồi còn học tiếng anh nữa con anh nói một đường nhưng lại làm một nẻo ở nhà con cứ cầm cái điện thoại suốt hả à. tới ăn ngủ cũng không rời điện thoại nữa bây giờ là thời đại 4.0 con cũng học tập trực tuyến Học qua internet mà ba mẹ Chứ không phải con lợi dụng điện thoại để chat chít chơi game sao Em nè Anh thấy con nói cũng có lý á Thôi thì nhà mình có điều kiện mà Quang hô ba Đúng là chỉ có ba là thương con nhất hà. Em không đồng ý Tài điện thoại cũ cũng tra cứu thông tin trên mạng được vậy mà Nhưng mà chậm lắm Con làm bài tập không nhanh bằng các bạn Rồi con bị điểm kém thì sao Mẹ không thương con chút nào hết Thôi kệ Cứ quyết định vậy đi Ngày mai ba chở con đi mua điện thoại mới anh cứ chiều con như vậy riết rồi nó hư á chiều con một lần đi em có tốn bao nhiêu tiền đâu nhưng mà thái nè con phải hứa với ba là học tập tốt hơn đó nhớ chưa dạ con hứa với ba mẹ là sẽ học thật tốt nếu kết quả học tập của con tệ hơn á mẹ sẽ lấy điện thoại lại đó biết chưa dạ một tháng sau khi vợ chồng Thông Dung đang ngồi nói chuyện với nhau Thì thầy Huy, giáo viên chủ nhiệm của Thái đến nhà Anh, anh xem cái gì mà chăm chú dữ vậy Má mới gọi điện thoại Má nói có gửi một ít bánh trái lên cho vợ chồng mình đó Má gửi theo ai? Gửi thầy Huy, thầy chủ nhiệm của thằng Thái Má nói thầy Huy về quê có công chuyện Sẵn dịp má gửi bánh trái lên cho nhà mình luôn Má kêu vợ chồng mình đó, sắp xếp công chuyện Vì lâu lắm rồi chưa về thăm quê đó thì à, tại cuối năm lô bu quá à. Để Tết mình về luôn thể Ai đến vậy cả Để em ra mở cửa Dạ mời thầy vào nhà Chào thầy Quy Thầy ngồi uống nước Lấy nước cho thầy Quy uống đi em Dạ cảm ơn anh Hôm qua tôi có về quê Bác gái có gửi bánh trái cho anh chị nè Dạ mời thầy uống nước Thiệt cảm ơn thầy nhiều lắm nghe Cực cho thầy quá có cực nhọc gì đâu chị ơi Sẵn tiện mang cho anh chị luôn Thầy Huy nè Con tôi dạo này học môn tiếng Anh có tiến bộ không thầy Nó xin vợ chồng tôi mua điện thoại mới Để tiện cho việc học trực tuyến Học thêm tiếng Anh đó Kết quả kiểm tra tiếng Anh giữa kỳ của Thái á, Có tiến bộ lắm đó chị Được như lời thầy nói á, thì tốt quá rồi Vợ chồng tôi cảm ơn thầy nhiều lắm nha Ủa thằng Thái làm gì mà ở miết ở trên phòng vậy cả Thầy tới mà cũng không xuống chào nữa nó nói đang luyện nghe và tập phát âm tiếng Anh. Vì sắp tới á, nó sẽ đại diện lớp tham gia cuộc thi hùng biện tiếng Anh cấp trường. Để em lên kêu nó. Thôi, để anh lên kêu nó xuống. Nói thiệt với thầy, trước khi mua điện thoại mới cho nó, vợ chồng tôi cũng sợ nó mê chơi mà không chịu học. Nhưng nay nghe thầy nói kết quả học tập của nó tiến bộ, tôi cũng yên tâm. Xem ra, tắm cho nó cái điện thoại cũng là một cách quản lý nó. Nhưng mà anh chị cũng không nên buông lỏng kiểm tra thái bởi trên mạng á có nhiều chiêu trò đời cả chẳng thua kém gì ngoài đời đâu thái từ hồi nào mà con xem ba cái phim bậy bạ bả này vậy có chuyện gì vậy anh em coi sắm điện thoại cho nó học hành mà giờ nó coi ba cái phim bậy bạ bả như vậy nè con đưa điện thoại đây cho ba không điện thoại của con ba tự ý vào phòng con coi điện thoại của con á là vi phạm quyền riêng tư của con đó con đã làm sai mà còn cãi bướng nữa hả phải cứng tay với con mới được anh bình tĩnh chuyện gì từ từ nói thái chuyện đó có không có chuyện con dùng điện thoại để coi ba cái phim bậy bạ bả không? Còn hỏi gì nữa? Bằng chứng rành rành đấy kìa. Đưa điện thoại đây cho ba. Ừ, dạ, nhưng con cũng 17, 18 tuổi rồi. Con cũng cần biết về những vấn đề đó chứ. Mày còn dám nói nữa hả? Mày học từ đâu cái thói hư này? Thôi đi anh, từ từ rồi mình dạy con mà. Em nữa, ở nhà sao không coi chừng nó cho cẩn thận? Để vợ nó hư rồi đó. Anh ngộ chưa? Thì cũng tại anh chiều con mua điện thoại cho nó. Rồi giờ anh đổ thừa em làm cho nó hư làm sao? Thôi ừ mà anh chị, tôi nghĩ gia đình nên bình tĩnh ngồi lại nói chuyện với nhau. Anh chị có thể cho tôi nói chuyện riêng với Thái một chút được không? Vậy thầy nói chuyện với nó đi. Để thầy Quy ở lại phòng trò chuyện riêng với Thái, vợ chồng thông xuống phòng khách ngồi đợi và cùng ngẫm lại cách mình chiều chuộng quan tâm chăm sóc con thời gian qua thầy quy trò chuyện với thái một lúc rồi bước xuống phòng khách nói chuyện với vợ chồng thông vợ chồng tôi á thiệt không ngờ á con mình lại hư như vậy sắm điện thoại cho nó học hành mà không ngờ nó lại tuổi mới lớn mà anh nó sẽ có những vấn đề cần tìm hiểu hoặc giả là những vấn đề có nói không thể tâm sự được với cha mẹ có vấn đề gì á mà nó không nói được với vợ chồng tôi chứ vợ chồng tôi á đâu phải khó khăn nó muốn cái gì á cũng được đáp ứng mà anh bớt nóng lại đi. Như sự việc hồi nãy á, anh nóng như vậy đâu có hay. Dì Dung nói đúng rồi đó anh Thông. Lúc nãy á, anh la mắng em thái như vậy á sẽ rất dễ làm cho em có những phản ứng tiêu cực. Trong khi á, những vấn đề nhạy cảm như vậy thì cần được định hướng đúng và bình tĩnh ra à. Muốn định hướng cho nó, thấy việc làm vừa rồi là đúng hay không á thì phải làm cách nào đấy thầy. Vợ chồng tôi đâu thể ở bên cạnh nó hai bốn trên mươi bốn, với lại cũng không thể kiểm tra điện thoại của nó được nữa điện thoại của nó cứ đem theo kè kè bên người rồi còn cài mật khẩu nữa nên sao vợ chồng tôi kiểm tra được mà không kiểm tra được thì đâu biết nó đang làm gì đang học hay đang xem những thứ tầm bậy tầm bạ trên mạng tôi nghĩ trước hết là anh chị nên tìm cách trò chuyện rồi phân tích từ từ cho em thái hiểu những lợi ích cũng như là tác hại của việc trên mạng để em biết cách sử dụng internet cho an toàn làm sao để chúng sử dụng internet an toàn hả thầy tuổi nhỏ giờ ít chịu tâm sự với phụ huynh lắm. Trước hết á là anh chị nên quan sát rồi nhắc nhở để định hướng cho em sử dụng điện thoại đúng mục đích học tập, giải trí lành mạnh nhưng đừng cứng nhắc, khắc khe quá. Bởi như thế á sẽ làm cho em ấy có cảm giác bị kiểm soát, giám sát đó chị. Có nghĩa là giờ vợ dạ chồng tôi quy định giờ giấc cho con lên mạng hả thầy? Em nghĩ không khả thi đâu. Thằng Thái có phòng riêng. Buổi tối nó ở trong phòng lén lút lên mạng. Thì làm sao mình kiểm soát được anh? Hay là mình ngắt wifi Nó không biết xài 3G à Chứ giờ làm sao đây Cái này cũng không được Cái kia không được Tôi nghĩ là anh chị và em Thái á, Nên thỏa thuận quy định giờ nào sử dụng internet phù hợp Không để máy lên mạng lưu bộ Nếu mà thức tới 1-2 giờ sáng á, Thì sáng hôm sau không thể tỉnh táo Thức dậy đi học được Nhưng nếu nó không làm theo Hoặc vẫn lén lút lên mạng thì sao Thì mình cứ từ từ Sẽ có những biện pháp mạnh hơn Nhưng anh chị đặc biệt á, phải nhắc nhở em không cung cấp thông tin cá nhân như là hình ảnh cá nhân nè số điện thoại địa chỉ nhà tên của cha mẹ thậm chí là cả giới tính bản thân tại có nhiều trang web sẽ sử dụng thông tin đó để mà rao bán trẻ gây tổn hại nguy hiểm đến trẻ và gia đình đó nhưng mà nếu bị như vậy á thì mình báo công an được không thầy dạ báo công an cũng được đấy chị hoặc là mình nên báo với nhà cung cấp dịch vụ internet để nhận được sự hỗ trợ rồi phải dặn trẻ không gặp gỡ với người nào quen qua mạng mà không có sự cho phép của cha mẹ rất là nhiều tình huống nguy hiểm có thể xảy ra đó con thưa ba mẹ thưa thầy nãy giờ trên lầu em đã suy nghĩ rất nhiều về những lời thầy nói và lúc đứng cầu thang con đã nghe được cuộc nói chuyện của ba mẹ và thầy con xin lỗi ba mẹ vì con đã làm sai ngồi xuống đây với ba mẹ mới nãy á ba lớn tiếng với con quá hả ai kêu nó dám lén lút thôi anh thái à dạ Tại ba mẹ lo lắng cho con, những thứ mà con đang xem vì sự tò mò là không nên, bởi nó rất nhiều cái hại so với cái tuổi của con. Dạ, con hiểu rồi. Mấy lần trước á có nhiều anh lớn trong trường rủ con coi mà con từ chối, nhưng bữa nay có người gửi link cho con, con tò mò nên mới Con nói thiệt á, con chỉ mới mở lần đầu thôi. Không ngờ ba lại vào bắt gặp. Ai? Ai mà gửi cho con những thứ kỳ cục như vậy? Con nên nhớ nè, mai mốt á, thấy những đường liên lạ thì không được nhấp vào, nghe chưa? Anh chị thấy chưa? Phụ huynh á, phải trở thành một người bạn để con có thể tin tưởng, chia sẻ mọi chuyện. Có như vậy á, thì mình mới có thể bảo vệ và chăm sóc con mình tốt nhất. Chứ cấm cản rầy la, con sẽ càng tò mò và chấp đối nhiều hơn. Dạ, chúng tôi hiểu rồi thầy. Đúng là mình sinh con nhưng trời thì sinh tính. Chúng tôi tâm niệm điều này phải làm gương cho con mình soi vào. Nói chung là quá cứng sẽ dễ gãy, lạc mềm nhưng buộc chặt. Mình phải linh hoạt tùy tình huống. Mà Thái nè, ba em nói đúng đó. Sau này tốt nhất là không nhấp vào những đường tin từ địa chỉ lạ hoặc là cảm thấy không an toàn bởi sẽ rất nguy hiểm đó. Giờ con đưa điện thoại cho ba. Thôi mà ba, con hứa con chỉ dùng điện thoại để học tập và giải trí lành mạnh. Ba đừng tịch thu điện thoại của con nghe ba. Ba đâu có nói là ba tịch thu điện thoại. Ba lấy điện thoại của con, để nhờ một người bạn kỹ sư công nghệ thông tin của ba cài đặt giúp phần mềm không cho những đường link bậy bạ gửi đến máy của con nữa có phần mềm đó không mà anh đòi cài vậy anh cũng không biết nữa để anh hỏi bạn anh coi sao mà chắc là có mà vậy khi nào có thì ba lấy điện thoại của con để cài giờ mà ba tịch thu điện thoại của con á thì lấy gì con học tập được thôi được rồi giờ nhà mình lập thỏa thuận như vậy nghe con sau 10 giờ, không ai được phép sử dụng điện thoại để lên mạng giải trí, chơi game, xem video hay gì gì đó, mà phải đi ngủ, chịu không? 10 giờ còn sớm lắm, 11 giờ đi mẹ. Thầy thấy 10 giờ là hợp lý rồi đó Thái, sáng mai em còn phải thức đi học nữa mà. Nhưng lỡ những bữa con phải học bài tới khuya rồi sao? Thầy đưa điện thoại đây cho ba. Thôi được rồi, 10 giờ thì 10 giờ. Thôi, chờ anh chị tôi về nha. Dạ thầy về khỏe nha thầy cảm ơn thầy nhiều lắm nhớ những gì đã hứa với thầy nghe thái dạ em sẽ là con ngoan trò giỏi thầy ơi quý vị và các bạn thân mến quý vị vừa nghe xong câu chuyện truyền thanh chiều con của tác giả phước duyên đến đây chương trình câu chuyện truyền thanh của đài phát thanh vĩnh long xin được khép lại quỳnh thanh tuấn và những người thực hiện hẹn gặp quý vị và các bạn trong chương trình ngày mai cũng vào giờ, giờ này thân ái chào tạm biệt